Chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Trent ngày 28 tháng 6 băng qua eo biển Bosphorus tiến tới Hắc Hải trong một lúc Nga và phương Tây ngày càng tranh cãi gay gắt về các hoạt động của chiến hạm Anh và Mỹ gần bờ biển Crimea. Hoạt động này diễn ra một tuần sau khi Nga tuyên bố đã nổ súng cảnh báo và thả bom trên đường di chuyển của một tàu khu trục Anh, chiếc HMS Defender, để đuổi tàu này ra khỏi nơi mà Nga nhận là lãnh hải của mình, nhưng Anh và đa phần trên thế giới xem là lãnh hải của Ukraine anh phủ nhận thông tin phía nga đưa ra về vụ việc anh nói họ tin là các phát súng đã bắn là để báo trước về một cuộc diễn tập của nga và rằng không có chuyện nga đã thả bom trên đường di chuyển của tàu anh anh xác nhận tàu khu trục của họ đã đi qua vùng biển mà london xem là lãnh hải của ukraine và khẳng định đó là một sự lưu thông vô hại phù hợp với luận biệt quốc tế nga xem crimea là một phần lãnh thổ của nga nhưng bán đảo crimea được quốc tế công nhận là một phần của ukraine